Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến. Tập 62. Chương 611: Khi dễ Tần Vương phủ. Hiệu may xa hoa nhất ở phủ Tây Han vốn có một cái tên dễ nghe là tiệm vải Thải Hà, ý là vải trong tiệm đẹp như Thải Hà. Vốn chuyên may y phục cho các quan to quý nhân, ngay cả các phi tử trong Tần Vương phủ cũng tới đây đặt may y phục. Đáng tiếc chính là tiệm này bị một đông gia mới họ Lý sang lại, phong cách bắt đầu thay đổi. Bởi thế, ngày hôm nay lại xảy ra chuyện. Một nữ tử mặc trang phục nha hoàn đang đứng nổi đoá trước tiệm vải của ngươi thật là không có đạo lý. Trước đây nương nương nhà ta vẫn luôn đặt may y phục ở đây, tại sao thay đổi đông gia mới, lại không làm ăn với Tần Vương phủ ta nữa. Bát Địa Thỏ đứng ở cửa, vẻ mặt huênh hoang, người khác ta đương nhiên vẫn làm, chỉ là không làm ăn với Tần Vương phủ. Nha hoàn, vạn sự không vượt qua nổi chữ lý, ngươi mở tiệm lại không buôn bán, chính là không nói lý. Bát Địa Thỏ niết niết nắm tay của mình, cái này chính là đạo lý, thế nào? Không phục sao? Cô gọi người tới đánh ta đi. Nha hoàn tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, đồ lưu manh, hơi một tí là đòi đánh nhau. Lúc này, trong tiệm có một nam tử xách theo lồng chim, có phần dễ nhìn lên tiếng, Bát Địa Thỏ, chúng ta là người văn minh, không nên hơi một tí là đòi đánh nhau. Nha hoàn mừng rỡ, thì ra trong tiệm này vẫn còn có người biết phân rõ phải trái. Nhưng nàng còn chưa vui vẻ đến một giây, liền nghe công tử trẻ tuổi kia đổi giọng nói, chỉ đánh một trận là không đủ. Phải dùng dây trói hai chân của đối thủ lên, treo ngược lại, từ từ dìm vào trong lu nước, để cho họ luyện tập công phu nín thở. Nha hoàn, các ngươi! Nha hoàn tức quá không biết làm gì, chưa thấy qua người không để Tần Vương phủ vào mắt như thế. Dù sao cũng nàng cũng chỉ là một hạ nhân, bình thường sinh sống trong hậu cung Tần Vương phủ hầu hạ chủ tử, căn bản không biết người bên ngoài mấy ngày trước náo loạn cái gì. Đối với hoàn cảnh chính trị cũng không mẫn cảm, còn chưa biết Tần Vương phủ gần đây bị đè xuống đất vẽ lên mặt. Có chút tức giận, nhưng cũng không làm được gì, chỉ có thể phùng má, trợn mắt. Bát Địa Thỏ có thiên tôn làm chỗ dựa, càng thêm kiêu ngạo, bản đại hiệp không đánh nữ nhân, ngươi nhanh đi gọi nam nhân của Tần Vương phủ đến đây cạch tay đôi với ta. Nha hoàn bất đắc dĩ, đành phải trở về, đi được nửa đường lại gặp phải ngoại đường tiểu quản sự của Tần Vương phủ, vội vàng gọi quản sự lại cáo trạng một phen, nói phía trước có một tiệm vải khi dễ người. Quản sự nghe xong, lý nào là vậy? Hắn liền vén tay áo chạy tới tiệm vải. Đến cửa, quản sự lớn tiếng hét lên, ai dám xem thường Tần Vương phủ ta? Bát Địa Thỏ từ trong tiệm vải đi ra, vẫy tay với hắn, ồ, là ngươi hả, nối xương được rồi sao? Chậc chậc, y thuật của đại phu Tần Vương phủ cao minh quá nhỉ? Quản sự vừa thấy Bát Địa Thỏ, trong nháy mắt, tựa như khí cầu bị xì hơi, ngươi, là ngươi. Thủ hạ của Ngô Sân và Sử Khả Pháp, Bát Địa Thỏ cười hắc hắc. Quản sự xoay người bỏ chạy, còn kéo theo nha hoàn, đi mau, những người này không thể trêu vào. Nha hoàn còn ngu ngơ không rõ, vì sao, hiện tại ngay cả một tiệm vải Tần Vương phủ chúng ta cũng không thể trêu vào rồi. Quản sự, việc này nói ra ngươi cũng không hiểu đâu, nói chung, đi mau là được rồi, đừng gây rắc rối cho Thế tử Điện Hạ. Nha hoàn, thế nhưng, nương nương rất thích y phục của tiệm vải Thải Hà may. Quản sự, bảo nương nương mặc tạm của tiệm khác, nhường họ đi. Nha hoàn nghẹn lời, việc này có thể nhường sao? Nha hoàn cảm giác được khả năng mình sẽ bị giày la rồi, nhưng nàng trông thấy bộ dạng sợ hãi của quản sự, chỉ biết khẳng định mình không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn trở về chịu mắng vậy. Nàng tội nghiệp trở lại Tần Vương phủ, đi vào hậu cung, tìm nương nương nhận phạt, không ngờ vừa lúc đụng phải Tần Thế tử Chu Tồn Cơ đang ngồi ở trong phòng của chủ tử. Nha hoàn đi vào vừa báo cáo, Chu Tồn Cơ liền sầm mặt lại. Phi tử vẻ mặt hiếu kỳ, rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao tiệm vải kia dám đối nghịch với chúng ta? Chu Tồn Cơ, ừ. Phía sau tiệm vải kia có tuần án ngự sử Ngô Sân và thôi quan Tây An Sử Khả Pháp làm hậu trường. Phía sau hai người họ lại là tập đoàn Quan Văn, chính là bọn chuyên môn đối chọi với hoàng gia chúng ta. Phi tử không hiểu, vì sao họ muốn khi dễ Tần Vương phủ chúng ta? Chúng ta có làm chuyện gì xấu đâu.
Chu Tồn Cơ trợn trắng mắt, hắn đã làm chuyện xấu gì cũng không cần thiết nói cho nữ nhân biết, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chuyện mình làm là xấu. Luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện mình làm đều là đương nhiên, chỉ giai cấp đặc quyền như mình mới có thể làm hợp lý hợp pháp. Ở sâu trong nội tâm đang vô cùng khó chịu, một quản sự nội phủ đi vào nói, vương gia, thịt gà của vương phủ chúng ta không còn nhiều, đêm nay khả năng không thể cung cấp cho mấy vị nương nương của Đông Cung. Chu Tồn Cơ tức giận, sao thịt gà có thể không đủ được, gà đắt lắm sao? Để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng tần vương phủ ta ăn không nổi. Cầm nhiều tiền đi mua, mua 10 con, mỗi người 10 con. Quản sự tỏ ra xấu hổ, trước đây nông hộ bán gà cho chúng ta, hiện tại không nuôi gà nữa rồi. Nghe nói gà của họ đều bị trại nuôi gà của Lý Gia thu hết rồi, nói là muốn làm cái gì chăn nuôi thống nhất, chăn nuôi khoa học. Họ quả thật cũng làm rất tốt, nghe nói mấy tháng gần đây lượng cung ứng thịt gà tăng mạnh. Phi tử bên cạnh lấy làm lạ, lượng cung ứng tăng thì vì sao vương phủ chúng ta còn thiếu? Quản sự xấu hổ, Chu Tồn Cơ trầm giọng nói, hắn không bán cho tần vương phủ chúng ta, đúng không? Quản sự vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy, bán ai cũng không bán tần vương phủ. Hiện tại chúng ta phải dựa vào gà của tá điền nuôi, cung cấp vào phủ. Nhưng những tá điền này nuôi không nhiều, cung ứng không kịp. Tuy nhiên vương gia yên tâm, rau và gạo mì, chúng ta vẫn đủ. Chu Tồn Cơ tức tối, Ngô Sân và Sử Khả Pháp, buồn cười, buồn cười. Tức giận chứ, thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể cuồng nộ trong bất lực. Chu Tồn Cơ tức giận nửa ngày, đột nhiên tỉnh táo lại, con người là thứ vị trí càng cao, càng hiểu được khống chế tâm tình, không hành động theo cảm tình. Lần trước sau khi hắn bị Chu Do Kiểm mắng, chủ động lấy ra 5 vạn lượng bạc đưa cho Ngô Sân, chính là biểu hiện co được giãn được. Hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, hắn lại càng phải bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Người đâu, chuẩn bị kiệu. Ta muốn đi gặp gia chủ Lý gia kia một lần. Phi tử lấy làm lạ, vương gia, không phải là nên đi gặp Ngô Sân và Sử Khả Pháp sao? Sao lại đi gặp khôi lỗi do họ đẩy ra? Chu Tồn Cơ hừ một tiếng nói, nữ nhân đúng là đồ ngu. Ngô Sân và Sử Khả Pháp đều là bọn đầu sắt, gặp bọn họ không có tác dụng gì, chỉ biết cố chấp thôi. Thế nhưng gia chủ Lý gia này chỉ là một thương nhân coi trọng tiền tài, chỉ cần bản thế tử đưa ra hứa hẹn. Là có thể kéo hắn qua đây, để hắn giúp bản thế tử đối phó ngược lại Ngô Sân và Sử Khả Pháp. Lúc này phi tử mới bừng tỉnh hiểu ra, vương gia anh minh. Chu Tồn Cơ lầm bầm, hiện tại gia chủ Lý gia là khôi lỗi của Ngô Sân và Sử Khả Pháp, thế nhưng rất nhanh, hắn chính là người của bản thế tử rồi. Chương 612, chúng ta tới nói chuyện. Lý Đạo Huyền xách theo lồng chim, đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ ở phủ Tây An. Trải qua một phen mua, sản nghiệp của phủ Tây An đã bị Lý Đạo Huyền thu mua ít nhất một nửa. Hơn nữa, số sản nghiệp này chủ yếu tập trung ở tứ đại phương hướng ăn, mặc, ở, đi lại. Lương hành, sa hành, tiệm vải, bất động sản, ặc, cái này gạch bỏ, thu mua hết. Mà sau khi tứ đại sản nghiệp này vào tay, thôn Cao Gia bắt đầu điên cuồng giảm giá. Đương nhiên không phải là vô lý giết lung tung, mà là suy nghĩ đến sức sản xuất hiện có của thôn Cao Gia cùng với quan hệ cung cầu sau đó giảm giá hợp lý. Sau khi có máy kéo sợi bông, vải vóc sao có thể còn đắt được, tất nhiên là phải giảm giá. Sau khi có phân hóa học, sản lượng lương thực tặng gấp 2, sao có thể không giảm giá nó được. Hai sản phẩm này vừa giảm giá, chi phí sinh hoạt của lão bách tính liền giảm mạnh, có thể nói là thở phào nhẹ nhõm. Các ngành các nghề đều bị kéo theo, cùng nhau tỏa sáng tân sinh. Diện mạo của thành thị thoáng cái thay đổi không ít. Lý Đạo Huyền thì thích nhìn cái này, nhìn các người tí hon an cư lạc nghiệp, cuộc sống vui vẻ. Y vừa đi, vừa suy nghĩ, bên Tây An không gặp phải mưa to, thoạt nhìn cũng không cần quá mức lo lắng. Vấn đề hiện tại là ở ven bờ Hoàng Hà, trời thường xuyên đổ mưa to. Tiếp tục, như vậy chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may. Tây An này ta chỉ có thể thỉnh thoảng tới nhìn một cái, trọng điểm quan tâm vẫn phải đặt ở ven bờ Hoàng Hà. Đang nghĩ tới đây, lại thấy có một cỗ kiệu từ phía trước đi tới, trên kiệu không có trang trí gì, một nhóm hộ vệ che chở hai bên. Vừa nhìn biết ngay bên trong kiệu là một người rất có thân phận địa vị, đang tận lực khép mình xuất hành. Lý Đạo Huyền cười khẩy một tiếng, Tần Vương Phủ. Mèn kiệu vén lên, lộ ra khuôn mặt của Chu Tồn Cơ, Lý Viên Ngoại. Chúng ta tìm một nơi nói chuyện vài câu.
Hắn là Thế tử Thân Vương, đường đường thiên hạ đệ nhất phiên phong, hiện tại ngay trên đường chủ động ngăn cản một viên ngoại muốn nói chuyện phiếm, cũng có thể nói rất nể tình rồi. Đây cũng bởi vì hiện tại hắn vẫn còn là thân phận thế tử, nếu đã thật sự phong làm Tần Vương rồi, sợ là không thể hạ thấp mình làm chuyện này. Lý Đạo Huyền mỉm cười, được thôi. Chu Tồn Cơ chỉ vào thanh lâu Phiêu Hương Viện bên đường và nói, chúng ta vào thanh lâu nói chuyện thế nào. Lý Đạo Huyền còn chưa kịp trả lời, Bát Ca trong lòng đột nhiên tranh nói, đi thanh lâu có ích lợi gì? Không cứng nổi đâu. Hỏi lòng chàng có bao nhiêu sầu, giống như thái giám đi thanh lâu. Chu Tồn Cơ, phốc. Lý Đạo Huyền cười ha ha, dáng cười của người silicon vô cùng kinh khủng, có kiểu cứng ngắc quái dị. Được rồi, chúng ta đi thanh lâu tâm sự. Nụ cười này làm cho Chu Tồn Cơ rất sợ hãi, nhưng tên đã lên dây, không phát không được, hắn chỉ có thể kiên trì. Hai người đi tới trước Phiêu Hương Viện. Bình thường đi đến nơi đây, Tú Bà lập tức sẽ ra chào đón, nhưng Chu Tồn Cơ phát hiện, ngày hôm nay lại không thấy Tú Bà đâu, chỉ thấy một hán tử cao lớn thô kệch đang đi tới. Ngăn trước cỗ kiệu của hắn, nơi này đã không còn kinh doanh với bên ngoài nữa rồi, hiện tại đã đổi tên là Văn Phòng Quần Tinh Diễn Nghệ. Tần Vương không hiểu mô tê gì, văn phòng gì cơ. Lý Đạo Huyền từ bên kia kiệu đi ra, cười nói, thiếu chút nữa ta quên mất, nơi này đã bị người của ta sang lại rồi. Hán tử cao lớn thô kệch vừa thấy Lý Đạo Huyền liền hành lễ, còn là theo nghi thức quân đội, sau đó lui sang bên cạnh, nhường đường. Lý Đạo Huyền đi vào trước, mời vào. Chu Tồn Cơ ngẩn mặt ra, để hộ vệ ở ngoài cửa, còn mình đi theo Lý Đạo Huyền vào trong. Phiêu Hương Viện ngày thường phấn son lụa là, rượu nồng say giấc, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, bên trong không còn là các thứ mê hoặc nam nhân, mà là giống như một gánh hát, trang phục biển diễn đủ loại, nhạc phổ, nhạc khí khắp nơi trên mặt đất, còn có rất nhiều người chạy tới chạy lui. Những người này khi chạy qua bên cạnh Lý Đạo Huyền đều làm vẻ mặt nghiêm túc, hành lễ, sau đó lại tiếp tục chạy, đi làm việc của mình. Trên sân khấu chính giữa Phiêu Hương Viện có mấy nữ tử mặc y phục bình thường đang diễn tập ca múa, nhưng ca múa của họ chỉ đem lại sự hoạt bát thanh xuân, không phải vì mê hoặc nam nhân. Não của Chu Tồn Cơ vẫn còn nằm ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rốt cuộc nơi này là thế nào? Lý Đạo Huyền cười, ở đây vẫn còn ở trạng thái chuẩn bị, qua nửa tháng nữa, buổi hòa nhạc đầu tiên sẽ bắt đầu. Đến lúc đó Thế tử Điện Hạ không ngại đến xem, vừa xem sẽ biết là chuyện gì xảy ra rồi. Chu Tồn Cơ, được. Hai người lên nhã gian tại lầu 2, ngồi xuống, thế nhưng không có bất kỳ ai tới chào hỏi với họ, không có bưng trà đưa nước. Cũng không có cô nương đến tiếp rượu, nhã gian này tạo cho người ta có cảm giác an tĩnh giống như một thư phòng. Thật sự cho tới bây giờ Chu Tồn Cơ chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ không được làm người như thế, thật tình có chút chịu thua. Trong bụng thầm mắng, không rót cho bản thế tử một ly trà cũng thôi, ngay cả viên ngoại nhà mình mà các ngươi cũng không chuẩn bị nước trà sao. Đang nghĩ tới đây, chỉ thấy Lý Đạo Huyền ngồi ở đối diện tự mình động thủ, rót một chén nước. Chu Tồn Cơ nghĩ thầm, thì ra ngươi không muốn hạ nhân động thủ, mà tự mình động thủ rót nước cho ta, đây cũng coi như biểu thị tôn trọng đối với ta. Vừa mới nghĩ tới đây, Lý Đạo Huyền đã đưa chén nước kia đến trước lồng của Bát Ca, chim ngoan, uống nước đi. Chu Tồn Cơ tím mặt, cơn bực tức của Chu Tồn Cơ bắt đầu tích tụ. Lý Đạo Huyền, lần này Thế tử Điện Hạ tới tìm ta là có chuyện gì muốn nói sao? Chu Tồn Cơ khụ một tiếng, Lý Viên Ngoại, mấy tháng gần đây, ngươi giúp Ngô Sân và Sử Khả Pháp quản lý việc buôn bán, làm rất tốt nhỉ? Lý Đạo Huyền, thường thôi, thứ ba thế giới. Chu Tồn Cơ nghe không hiểu câu nói này, nhưng cảm giác được đối phương đang trêu chọc hắn, cột nộ khí lại xoát tăng hai vạch. Hắn tiếp tục áp chế tức giận, Ngô Sân và Sử Khả Pháp kia chẳng qua là hai nho sinh nghèo hèn mà thôi, Lý Viên Ngoại giúp họ làm việc, khẳng định có chỗ không được thoải mái cho lắm phải không? Ví dụ như, hàng hóa rõ ràng có thể bán giá cao, lại cứ muốn ngươi bán rẻ cho người nghèo, làm hại Viên Ngoại kiếm lời không được bao nhiêu bạc. Lý Đạo Huyền, ui ra, quả thật vậy. Thế tử Điện Hạ nói rất đúng, có vài thứ thật sự bán rẻ quá, nhất là y phục Tần Vương phủ tới tìm tiệm vải của ta đặt may, quá rẻ, khiến cho ta không chặt chém được. Ta cảm thấy ít nhất phải 5.000 lượng, a không, 1 vạn lượng một bộ, như vậy mới xứng với thân phận và địa vị của Thế tử Phi. Cột nộ khí của Chu Tồn Cơ lại xoát tăng hai vạch. Lý Đạo Huyền, còn có mấy thứ thịt gà, thịt heo, thịt bò, đều quá rẻ,
hàng cung cấp riêng cho Tần Vương phủ há có thể tính giá như mấy người nghèo được. Phải tăng lên, toàn bộ tăng lên 1.000 lượng bạc một cân, như vậy Tần Vương phủ mới có thể ăn ra cảm giác cao quý không giống với người khác. Côn nộ khí Chu Tồn Cơ xoát xoát, mắc rồi. Hiện tại Chu Tồn Cơ chỉ cần gạt cần điều khiển về trước nửa vòng, lại xoay ngược lại nửa vòng, ấn nút A là có thể phóng ra tuyệt chiêu tất sát rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 613, chúng ta hợp tác đi. Côn nộ khí đã đầy, thế nhưng Chu Tồn Cơ lại không muốn phóng ra tuyệt chiêu lung tung. Thật vất vả mới hòa hoãn được, Chu Tồn Cơ trầm giọng nói, được thôi, ta cũng không muốn tốn nước bọt, nói mấy lời vô nghĩa nữa, liền nói thẳng với Lý Viên Ngoại vậy. Hợp tác với đám gọi là Thanh Lưu Quan Văn, Lý Viên Ngoại kiếm không được bao nhiêu tiền, thế nhưng hợp tác với bản thế tử, ngươi có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Lý Đạo Huyền, hiện tại ta rõ ràng cũng đang kiếm đầy bồn đầy bát cơ mà, đâu cần hợp tác với ngươi. Có cần thiết phải hợp tác sao? Chu Tồn Cơ trầm mặc, côn nộ khí bắt đầu tích trữ đoạn 2. Chu Tồn Cơ, bản thế tử nghe nói, Lý Viên Ngoại đang mua đất khắp nơi, xây dựng các loại nhà xưởng kỳ quái, có xưởng khoáng, có xưởng nuôi gà, xưởng xi măng. Có điều, thứ cho bản thế tử nói lời không lời dễ nghe, xung quanh Tây An này, chỉ có một số rất ít đất là không ở danh nghĩa của bản thế tử. Lý Viên Ngoại muốn thoải mái phát triển, không hợp tác với bản thế tử là rất khó làm cho ra trò được. Lần này, rốt cuộc hắn đã nói đến trọng điểm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất để Lý Đạo Huyền nguyện ý nghe hắn nói nhảm. Xung quanh Tây An, đa số đất là đất phong của Tần Vương Phủ, chỉ có một bộ phận nhỏ là được nắm giữ trong tay nhân dân lao động. Gần đây Lý Đạo Huyền tiêu tốn không ít tiền, mua lại các cửa hàng ăn, mặc, ở, đi lại. Thế nhưng, loại đất dùng để làm xưởng như mỏ than, quặng sắt, trang trại, nuôi trồng, muốn làm lớn thì không vượt qua cánh cửa Tần Vương Phủ này được. Nếu thôn Cao Gia đã trở mặt với Minh Đình, vậy trực tiếp tới đánh thổ hào phân chia ruộng đất là được, thế nhưng hiển nhiên giai đoạn hiện tại không thích hợp đấu võ. Tầm nhìn của Lý Đạo Huyền còn cách xa Tây An khoảng 100 dặm nữa. Vậy phải dùng một thủ đoạn hợp lý hợp pháp để khai phát lợi dụng đất phong của Tần Vương Phủ. Dù cho những đất phong này hiện tại trên danh nghĩa còn là của Tần Vương Phủ, sau khi khai phát giống như là đang giúp Tần Vương Phủ kiếm tiền. Nhưng vấn đề không lớn, Tần Vương Phủ kiếm có nhiều tiền đi nữa thì cũng chỉ để trong Vương Phủ, đào hầm mà giấu thôi, giống như diêm khóa ti của đạo Hà Đông vậy. Sau đó khi thôn Cao Gia đánh qua đây, đào chúng nó ra, liền biến thành tài sản của nhân dân rồi. Chuyện này thôn Cao Gia có thể làm bất cứ lúc nào, chỉ xem có muốn làm hay không mà thôi. Cho nên nói đến cùng, giúp Tần Vương Phủ kiếm tiền, chính là đang giúp thôn Cao Gia tương lai kiếm tiền, căn bản không cần lo lắng. Lý Đạo Huyền làm bộ nhíu mày, tỏ vẻ như đang rất khó xử. Vẻ mặt của người silicon thật sự cứng đờ quá kinh khủng, vẻ mặt y cau mày Chu Tồn Cơ nhìn vào trong mắt chỉ cảm thấy sợ hãi từng đợt, vẻ mặt của người này sao cứ cảm thấy là lạ. Làm cho người ta có loại một loại cảm giác, hắn không phải là người. Làm bộ suy nghĩ nửa ngày, Lý Đạo Huyền mới nói, Ngô Dân và Sử Khả Pháp đối xử với ta cũng không tệ. Hai vị đại nhân đã đồng ý với ta, chỉ cần giúp họ giải quyết vấn đề dân sinh, tiền kiếm được sẽ chia cho ta một nửa. Chu Tồn Cơ nở nụ cười, họ có thể chia cho ngươi một nửa, bản thế tử có thể chia cho ngươi sáu thành. Lý Đạo Huyền, ồ. Chu Tồn Cơ nói, tới địa bàn của ta xây một nhà máy phân hóa học, tiền kiếm được ngươi sáu ta bốn, chỉ cần phân hóa học sản xuất ra, có thể cho ruộng đất của ta sử dụng là được. Lý Đạo Huyền, ui ra. Chu Tồn Cơ nói tiếp, trại nuôi gà, trại nuôi heo, lấy quặng gì đó, đều có thể phân phối theo cách này. Lý Đạo Huyền làm bộ bắt đầu suy nghĩ. Chu Tồn Cơ trong bụng cười thầm, thương nhân trọng lợi, chỉ cần hứa hẹn lợi ích, há có đạo lý không nghiêng về bản vương, hắc hắc hắc, ngươi trốn không thoát ngũ chỉ sơn của bản vương đâu. Lý Đạo Huyền lại ở trong lòng tính toán, khu cầu bá Tây An có một mỏ than, là ở trong địa bàn của Tần Vương Phủ. Ta có thể đi đâu đào than được, ở gần cung cấp cho Tây An, sẽ thuận tiện hơn nhiều so với vận chuyển từ bên Hợp Dương qua đây. Khu cầu bá không chỉ có than đá, còn có sắt, ở nơi đó đào cả hai loại sắt và than đá rồi luyện ngay tại chỗ, quá là thuận tiện. Ven bờ Vị Hà có một khu vực đất đai màu mỡ rộng lớn đều là đất phong của Tần Vương Phủ,
nếu dùng phương pháp khoa học phát triển khu đất này sẽ nâng cao sản lượng. Sau khi sản lượng nâng cao, Tần Vương phủ sẽ ăn không hết, tất nhiên phải đem ra bán lấy tiền. Hơn nữa Tần Vương phủ bán lương là không thể nâng giá được, bởi vì ta có thể thông qua lương hành của thôn cao ra bán lương với giá thấp để hạ giá. Tần Vương phủ cũng chỉ có thể bán lương với giá ổn định, như vậy có thể trợ giúp lão bách tính ăn được lương thực với giá rẻ rồi. Hơn nữa, Tần Vương phủ không có kinh nghiệm làm các loại nhà xưởng, ắt phải do nhân viên của thôn cao gia tới quản lý. Người của thôn cao gia có thể thuận thế tăng tiền công cho các tá điền và người ở làm công cho Tần Vương phủ, giúp đỡ những người này cũng giàu lên. Nói chung, chỉ cần chế độ cũ lạc hậu nới lỏng quyền lực, sức sản xuất tiên tiến có thể rất nhanh thẩm thấu vào chế độ cũ, đả kích cho nó trăm ngàn lỗ thủng. Đây là điều lịch sử đã từng chứng minh. Lý Đạo Huyền làm bộ suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu lên mỉm cười, nụ cười đáng sợ của người Silicon làm Chu Tồn Cơ sợ hãi. Thế tử điện hạ, chúng ta bắt đầu 37 thế nào? Chu Tồn Cơ không cần suy nghĩ liền lắc đầu, nhiều lắm 46. Được, vậy 46, hợp tác vui vẻ. Chu Tồn Cơ tích nộ khí của nửa ngày, bởi vì thời gian dài không phóng tuyệt chiêu, xoát một cái, biến mất không còn chút tung tích. Cùng lúc đó, Sơn Tây, Bắc Bộ, Đại Châu, Sấm Vương Cao nghênh tường, Sấm Tướng Lý Tự Thành xuất lĩnh 20.000 tặc binh đã ép tới dưới thành Đại Châu. Lúc này hầu như Bắc Bộ Sơn Tây đã trở thành chỗ vui chơi của Lưu Khấu. Ngoại trừ phủ Thái Nguyên thật sự không thể công nổi, thành nhỏ châu nhỏ huyện nhỏ khác bị Lưu Khấu phá cho tanh bành, chi phủ chi châu, chi huyện các nơi đều đang liều mạng tổ chức dân đoàn tự bảo vệ mình. Không ít quan viên triều đình đã vong cùng thành, không ít thành trì sau khi bị công phá đều bị xô đổ tường thành, giống như con rùa bị lột cái vỏ. Sấm Vương nhìn thoáng qua thành Đại Châu phía trước, cảm thấy nó cũng như các thành nhỏ huyện nhỏ bình thường, một kích là có thể công phá, hoàn toàn không coi ra gì, phất tay nói, công thành. Lượng lớn tặc binh đổ về phía thành Đại Châu. Đúng lúc này, trên đầu thành Đại Châu có bóng người lay động, một hương thân thân hình cao lớn dẫn theo gia đình nhà mình cùng với dân đoàn của thành Đại Châu đã xuất hiện một cách rực rỡ. Vị hương thân này họ Tôn, tên Truyền Đình, dáng vẻ khôi ngô, thân cao 8 xích. Hắn từng đảm nhiệm kê huân ti lang trung, nhưng bởi vì bất mãn Ngụy Trung Hiền chuyên chính mà cáo lão hồi hương, về nhà ở không đã nhiều năm. Đối mặt với tặc binh đổ xô đến, vẻ mặt Tôn Truyền Đình không hề có ý sợ hãi, dương cung cài tên, bắn loạn xạ về phía tặc binh dưới thành. Gia đình Tôn gia rất có tố chất huấn luyện, tiến thối hợp lý, đánh trận tuyệt đối không kém hơn quân chính quy. Sấm Vương và Sấm Tướng cũng xui xẻo, không ngờ trong một châu thành nhỏ không hề nổi danh lại xuất hiện một quái vật như thế. Sau một phen khổ công, thành Đại Châu vẫn vững như Thái Sơn. Sấm Vương và Sấm Tướng đành phải bất đắc dĩ lui binh. Công không được Đại Châu thì không thể tiếp tục tiến lên hướng Bắc nữa, đám Lưu Khấu do dự một hồi. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó xua quân hướng Nam, lại lần nữa tiến về khu vực Trung Bộ và Nam Bộ Sơn Tây. Chương 614, muốn đi Lạc Dương xem sao. Lý Đạo Huyền thu xếp một chút tại Tây An, sau khi giao đường lối quy hoạch và phát triển của Tây An cho bộ môn hành chính của thôn Cao Gia, lại chuyển lực chú ý tới hai bờ sông Hoàng Hà. Mực nước Hoàng Hà dâng lên, khiến cho ba nơi bến tàu Hiệp Xuyên, Long Môn Cổ Độ, bến tàu Vĩnh Tế đều bị ảnh hưởng nhất định. Thương thuyền trên mặt sông cũng không một cái nào dám chạy. Từ xưa đến nay, thuyền đi trên thượng du Hoàng Hà chính là việc rất nguy hiểm. Hiện tại thêm mưa to gió lớn khiến mực nước Hoàng Hà tăng vọt, không phải là dũng sĩ siêu cấp thì không ai dám đưa thuyền xuống sông. Lý Đạo Huyền dọc theo đường sông trong tầm mắt của mình một vòng, không thấy một con thuyền. Nào, ngay cả thuyền chạy bằng điện của thôn Cao Gia cũng đều trốn hết ở trong bến tàu, không dám tùy tiện ra khơi. Cũng may Lý Đạo Huyền đã bắc hai cây cầu trên Hoàng Hà, cầu Long Môn và cầu Lâm Y. Khi thuyền không thể đi trên sông thì hai cây cầu này đã phát huy tác dụng. Hiện tại tất cả hàng hóa của thôn Cao Gia đều thông qua hai cây cầu để vận chuyển, xem như có thể miễn cưỡng duy trì được vật tư lưu động. Sau khi bước vào tháng 5 năm Sùng Trinh thứ 5, mưa lớn không hề có ý dừng lại, trái lại càng thêm điên cuồng hơn. Lý Đạo Huyền đang bưng một bát canh cá lóc nấu chua, ngồi ăn ở trước hộp. Tầm nhìn trong hộp tập trung ở bến tàu Vĩnh Tế, trong hộp đang có mưa, các người tí hon đều trốn ở trong nhà, không có mấy người ra ngoài. Vốn cũng không có gì hay ho để nhìn, không ngờ trong cơn mưa gió lại xuất hiện một đám người đang chuyển từng bao muối được bọc trong vải dầu lên xe.
Lý Đạo Huyền ồ một tiếng, sử ra công năng chú ý, tập trung nhìn vào liền nhận ra, chính là thương nhân hình như tên là Giang Thành, người mấy ngày trước mình cứu trên Hoàng Hà, là nhân sĩ Lạc Dương. Vào hạ tuần tháng 4 thì Giang Thành xuất phát từ Lạc Dương, lái thương thuyền đi đến Vĩnh Tế Cổ Độ, bởi vì đụng phải mưa to gió lớn. Suýt nữa thương thuyền bị lật, Lý Đạo Huyền liền đưa tay vớt hắn lên, đưa cả thuyền lẫn người đến bến tàu Vĩnh Tế Cổ Độ. Không ngờ hơn 10 ngày trôi qua, người này vẫn còn đang ở bến tàu Vĩnh Tế còn chưa đi. Giang Thành mặc một bộ áo tơi, đang hô quát với thủ hạ, chuyển cẩn thận, đừng làm vải dầu bị lật, nếu muối dính nước mưa thì toi. Đương nhiên các thủ hạ cũng rõ ràng điểm này, dè dặt chuyển bao muối lên xe, chất đầy cả mấy xe, sau đó dùng vải dầu che cho kỹ. Lúc này Giang Thành mới nói, được rồi, xuất phát. Hắn chỉ huy các thủ hạ muốn đi. Đúng lúc này, sợi bông thiên tôn trên ngực lại mở miệng, cười nói, đang mưa lớn, đi vội vã làm gì? À, tham kiến thiên tôn. Giang Thành và toàn bộ thủ hạ đều vội vàng hành đại lễ, lần trước được bàn tay khổng lồ của thiên tôn chộp lấy từ trên Hoàng Hà. Đưa đến bến tàu, đã mang cho bọn họ chấn động thật lớn, hiện tại tất cả bọn họ đều là tín đồ thành kính của đạo huyền thiên tôn giáo rồi. Giang Thành nói, khởi bẩm thiên tôn, lần này tiểu nhân tới Vĩnh Tế là vận muối, bởi vì mưa to. Đã nán lại rất nhiều ngày rồi, rất lo lắng cho vợ con ở nhà, những bộ hạ này của ta cũng vậy, mọi người đều rất lo lắng. Lý Đạo Huyền hiểu được, nam nhân ra ngoài thời gian dài há có đạo lý không lo lắng cho vợ con ở nhà. Cho dù có gặp mưa to cũng phải về nhà, đây là nhân chi thường tình. Dưới sông rất nguy hiểm, Lý Đạo Huyền thiện ý nhắc nhở một câu, chúng tôi hiểu mà. Giang Thành cung kính nói, cho nên lần này chúng tôi không dùng thuyền, dự định dùng xe, chuyển số muối này đến Phong Lăng Độ, nhân lúc đang mưa nhỏ dùng đò qua sông, đến đạo đồng quan rồi, lại đi đường bộ đến Lạc Dương. Đi đường bộ sao? Vẫn có thể xem là một cách. Lý Đạo Huyền cũng không nhiều lời, rơi vào yên lặng. Giang Thành yên lặng chờ nửa ngày, xác định Thiên Tôn đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức vui vẻ nói. Thiên Tôn hiển thánh trên hình thêu trước ngực trong truyền thuyết ta cũng gặp được rồi, ha ha ha, ta gặp được rồi, việc này nói rõ Thiên Tôn tán thành ta là đệ tử của ngài. Đám thủ hạ đều nhìn lão gia nhà mình với ánh mắt ước ao. Nếu Thiên Tôn cũng hiển thánh trên ngực của mình một lần thì tốt biết bao nhiêu, chỉ cần một lần thế thôi, sau này tại Vĩnh Tế Cổ Độ chính là tồn tại đi ngang, người người kính ngưỡng. Nói chung, hiện tại càng thêm hăng hái, nhóm Giang Thành vội vàng hành động, đẩy xe xuất phát từ bến tàu Cổ Độ về hướng nam, dọc theo quan đạo đến Phong Lăng Độ. Bồ Châu lúc này đã hoàn toàn được thôn Cao Gia nắm trong tay, do tân nhiệm thủ bị Bồ Châu lão Nam Phong tọa trấn, việc xây dựng ở đây cũng đã làm rất tốt. Khắp nơi trải đường xi măng, rất nhiều vệ tinh thôn trấn lấy nhà xưởng làm trung tâm hoàn thành, rải rác trong Bồ Châu, đi không xa là sẽ gặp được một cái. Đoàn người Giang Thành đẩy xe đi qua ruộng bông bao la, phía trước xuất hiện một trấn nhỏ, tên là trấn Vĩnh Lạc. Ở đây chính là cố hương của Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn đại danh đỉnh đỉnh. Đoàn người Giang Thành dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó đi vào trấn, dự định tìm khách điếm nghỉ ngơi uống chén trà nóng. Không ngờ vừa mới đi vào khách điếm, lại thấy trong khách điếm đã đầu người chi chít. Tất cả đều là binh sĩ vũ trang đến tận răng, dân đoàn của thôn Cao Gia. Những binh sĩ này hoặc ngồi hoặc đứng trong khách điếm, rất rõ ràng đang bảo vệ một nữ tử ở chính giữa, nữ tử kia khoảng đôi mươi. Thanh tú dịu dàng, vừa nhìn đã tạo cho người ta một cảm giác rất thoải mái, đang ngồi uống trà bên cạnh bàn. Giang Thành a một tiếng, trong đầu nhanh chóng hiện lên một người trong truyền thuyết, vội vàng hành đại lễ, tham kiến thánh nữ đại nhân. Lần này hắn đã đoán đúng, nữ tử này chính là Cao Nhất Diệp. Gần đây Cao Nhất Diệp đi dạo khắp nơi ở Bồ Châu xem ruộng bông. Nghe nói nơi này là cố hương của Dương Quý Phi, nàng liền tới đây du lịch, nhưng mưa to liên miên, ảnh hưởng đến hứng thú đi chơi của nàng. Nàng cũng chỉ đành ở trong khách điếm uống trà nghe mưa. Nhìn thấy Giang Thành qua đây hành lễ, Cao Nhất Diệp nở nụ cười ôn hòa, Giang tiên sinh, thực sự là làm khó ngươi rồi. Phải đi đường bộ vận chuyển số muối này đến Lạc Dương, như thế sẽ trắc trở hơn nhiều so với đi đường thủy. Giang Thành ngẩn ra, nghĩ thầm, sao thánh nữ đại nhân lại biết tên của ta? Còn biết ta muốn đi đường bộ đến Lạc Dương? Ta chỉ nói cho thiên tôn thôi mà. Chờ một chút, ta hơi ngốc thì phải. Chuyện thiên tôn biết, thánh nữ sẽ biết, chẳng có gì mà lạ. Giang Thành càng thêm cung kính, nhờ phúc của thiên tôn, phúc của thánh nữ,
một đường này tiểu nhân khẳng định sẽ bình an vô sự. Cao Nhất Diệp mỉm cười, Thiên Tôn nói, ngài thích du lịch ngũ hồ tứ hải, thấy ngươi liền có hứng thú du lịch Lạc Dương một phen. Giang Thành, tiểu nhân không chịu nổi sợ hãi. Cao Nhất Diệp, nhất định phải bình an đến Lạc Dương. Giang Thành, đa tạ thánh nữ chúc phúc. Hắn dẫn bộ hạ lui vào một góc trong khách điếm, không dám đến quấy rầy Cao Nhất Diệp, nhanh chóng ăn cơm uống trà xong, nghỉ ngơi một lát lại bước trên lộ trình đến Lạc Dương. Cao Nhất Diệp nhìn bóng lưng hắn đi xa, không khỏi khẽ than một tiếng, ôi, ta cũng muốn đi Lạc Dương chơi, nghe nói Lạc Dương chính là một trong những cố đô, là thành thị rất lớn. Kim Tuyến Thiên Tôn trước ngực nàng nở nụ cười, không vội. Đợi thêm một lúc, xác định bên Lạc Dương an toàn rồi, sẽ cho người đi chơi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 615, Hoàng Hà vỡ đê. Lý Đạo Huyền thật đúng là muốn đi xem Lạc Dương, nhưng y cũng không vội. Giang Thành muốn đến được Lạc Dương thì vẫn còn lâu, cứ qua một ngày lại chuyển đồng cảm đến sợi bông Thiên Tôn trước ngực hắn nhìn một cái là được. Chờ hắn đến Lạc Dương rồi lại chuyển lực chú ý hoàn toàn qua đó để du lịch Lạc Dương một chuyến cũng không muộn. Một ngày sau, Giang Thành đợi đến khi mưa nhỏ, mặt sông tương đối bình tĩnh, mới ngồi thuyền, kéo xích sắt qua Phong Lăng Độ, rốt cuộc đi tới đạo Đồng Quan tại bờ Nam Hoàng Hà. Sau đó bắt đầu dọc theo quan đạo một đường đi về hướng đông. Từ đạo Đồng Quan đến Lạc Dương, hơn 400 dặm đường. Dọc theo đường đi thường thường sẽ xuất hiện mưa to gió lớn, khiến Giang Thành đi đường rất vất vả. Vài lần Lý Đạo Huyền đồng cảm qua đây xem hắn đã đi đến đâu, đều phát hiện hắn đang rất khốn khổ trong cơn mưa to. Lý Đạo Huyền cũng không khỏi cảm thán, thương nhân cổ đại kiếm tiền thật sự không dễ dàng. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đi hết hơn 400 dặm đường. Giang Thành mặt mỉm cười, nói với thủ hạ, rốt cuộc sắp đến Lạc Dương rồi, trước mặt chính là Mạnh Tân Khẩu, đã cách Lạc Dương rất gần rồi. Vù, thực sự là mệt chết người đi được. Lý Đạo Huyền vừa lúc đồng cảm qua đây, vừa vặn nghe được câu này của hắn, trong lòng cũng thầm vui, không tệ không tệ, rốt cuộc sắp đến Lạc Dương rồi. Khi chơi trò Tam Quốc Chí, thích nhất là chiếm Lạc Dương, uy hiếp hiến đế, hôm nay lại đến thành Lạc Dương cổ đại, cũng coi như một chuyện đáng mừng. Tuy nhiên, y còn chưa cao hứng được 5 giây, liền nghe một thủ hạ của Giang Thành la lên, không tốt, lão gia mau nhìn xem bên kia. Ánh mắt của Giang Thành và Lý Đạo Huyền đồng thời theo hướng ngón tay của thủ hạ chỉ nhìn qua. Hắn chỉ chính là con đê Hoàng Hà tại Mạnh Tân Khẩu phía Bắc. Trong nháy mắt mọi người đảo mắt nhìn qua, vừa vặn thấy được Hoàng Hà vỡ đê. Trong tiếng ầm ầm, đê bị vỡ, nước sông đục ngầu đổ ra, ban đầu chỉ là một dòng nhỏ, nơi bị vỡ rất nhanh bắt đầu sụp đổ toàn diện. Con đê bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, nước sông đục ngầu bắt đầu tràn ra. Giang Thành, ôi mẹ ơi! Lý Đạo Huyền cạn lời. Các thủ hạ của Giang Thành cũng đồng thời la lên, không ổn rồi, chạy mau. Giang Thành kịp phản ứng đầu tiên, mau, chạy lên chỗ cao, chạy nhanh lên. Thủ hạ kêu to, xe muối. Giang Thành, bỏ, mau chạy đi. Mọi người bỏ xe muối, bắt đầu chạy như điên lên sườn núi gần nhất. Sông Hoàng Hà vỡ đê, liền đổ về vùng đồng bằng bên ngoài thành Lạc Dương. Khắp nơi đều là lão bách tính đang vừa chạy vừa la hét. Nước sông đuổi theo phía sau các lão bách tính, đuổi họ chạy trối chết, nhưng mà dòng nước nhanh cỡ nào, hai chân người đâu thể thắng được. Thỉnh thoảng có lão bách tính bị ngã sấp xuống, bị nước sông nhấn chìm. Nhóm người Giang Thành cách đê khá xa, cũng không lập tức bị nước sông nhấn chìm, họ còn chạy kịp, phía trước có một gò núi không tính cao, tên gọi là Cao Pha. Trên sườn núi đã có mấy trăm người, nhóm người Giang Thành liều mạng chạy tới. Đứng ở đỉnh núi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nước sông đục ngầu đã tràn tới chỗ họ đặt xe muối vừa rồi, tất cả xe muối đã bị nước sông nuốt hết, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Mấy chiếc xe muối này họ đã trăm cay nghìn đắng vận chuyển từ Vĩnh Tế Cổ Độ qua đây, không ngờ chỉ trong nháy mắt như thế, toàn bộ vất vả suốt một đường đã uổng phí. Đương nhiên, so với xe muối, thảm hại hơn chính là lão bách tính bị nước sông đuổi theo, một người tiếp một người, biến mất trong dòng nước lũ. Số ít người may mắn chạy tới dưới sườn núi, liều mạng bò lên chỗ cao, nhưng người trên sườn núi cũng không dám đi xuống cứu viện, chỉ có thể ở trên sườn núi cố mà la lên, nhanh lên, nhanh lên. Dòng lũ tràn qua ở vị trí giữa sườn núi,
người bò lên trên được một nửa tưởng đã nhặt về được cái mạng, không kịp đi lên, tất cả bị nước lũ cuốn đi. Lý Đạo Huyền nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng ở đây nằm ngoài tầm nhìn của y không thể đưa tay cứu giúp những lão bách tính này, chỉ có thể nhìn mà than thở. Cũng không biết đã qua bao lâu, xung quanh rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nước sông không còn chảy điên cuồng nữa, mà tích tụ lại trên vùng đồng bằng, biến thành dòng chảy chậm rãi. Mấy trăm lão bách tính đứng trên đỉnh núi cao, bốn bề đều là nước sông đục ngầu. Mọi người dõi mắt nhìn ra xa, có thể thấy được trên mặt nước xa xa đông một sườn núi, tây một sườn núi, trên mỗi sườn núi đều có mấy trăm người tụ tập. Giống như những hòn đảo nhỏ giữa hải dương màu vàng. Những người trên đảo này mặc dù nhặt về được một mạng, thế nhưng vấn đề kế tiếp lại xuất hiện. Trên mỗi đảo đều có mấy trăm người, tất cả đều chật vật bỏ chạy, rất nhiều người không mang theo thức ăn và nước uống, cũng không có dụng cụ nấu nướng, không cơm ăn, không thể che mưa, cứ như vậy bị nước mưa xối lạnh, bị gió sông thổi vào. Tiếp tục như vậy có thể chịu được trong bao lâu? Giang Thành liếc nhìn tình huống xung quanh, quay sang nói với các thủ hạ, lần này chỉ sợ chúng ta không về nhà được nữa rồi. Mặc dù không bị chết đuối, nhưng bị kẹt ở trên đảo, không chịu được mấy ngày. Một thủ hạ thấp giọng nói, chúng ta mang theo lương khô, có lẽ còn có thể chịu được vài ngày. Vài ngày sau, nước sẽ rút đi. Giang Thành, điều đó cũng khó nói. Chuyện Hoàng Hà thay đổi dòng chảy cũng không ngạc nhiên, không khéo khu vực này về sau sẽ biến thành đường sông Hoàng Hà, chúng ta sẽ bị mắc kẹt đến chết ở chính giữa đường sông này. Mọi người trầm mặc. Giang Thành nói, cho dù không biến thành đường sông, sau khi nước rút, quanh đây sẽ toàn là nước bùn đọng lại rất dày. Mọi người lặng lẽ, vấn đề nước bùn mới là chết người, bước đi trong nước bùn quá nguy hiểm, không khéo sẽ bị chôn ở trong đó, không thể thoát khỏi, cuối cùng vẫn là một chữ chết. Tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, sợi bông thiên tôn ở trước ngực Giang Thành lên tiếng, cô chịu đựng, đội cứu viện của thôn Cao Gia đã xuất phát rồi. Giang Thành mừng rỡ, vội vàng cúi đầu, chỉ thấy thiên tôn nói một câu như vậy rồi lại im lặng. Tuy nhiên có một câu nói như thế là được rồi. Trong lòng Giang Thành trong nháy mắt sinh ra hy vọng cường liệt. Ý chí cầu sinh hừng hực thiêu đốt, hắn đứng bật dậy, lớn tiếng nói với các lão bách tính bị mắc nạn, mọi người tập trung lại, dựa sát vào nhau. Dùng thân thể sưởi ấm cho nhau, có cái gì có thể che mưa thì giơ lên, chia sẻ với người bên cạnh, chúng ta tận lực giảm thiểu tiêu hao thể lực, phải cầm cự, chờ cứu viện đến. Cả đám người nghèo nhìn hắn với ánh mắt như cho nguội, vị lão gia này, cứu viện ở đâu ra? Quan phủ làm gì quản đến sự sống chết của dân nghèo như chúng ta? Đúng vậy, ai sẽ đến cứu viện người như chúng ta chứ? Giang Thành lớn tiếng nói, không phải sợ, không phải sợ. Cứu viện sẽ đến, nhất định sẽ đến. Có một vị thần tiên là Đạo Huyền Thiên Tôn, ngài rất thương yêu lão bách tính, lát nữa ngài sẽ đến cứu mọi người. Mọi người không phải sợ, trước tiên tập trung lại sưởi ấm, đừng tổn thất thể lực vô ích. Lại đây, mọi người tập trung lại, ta sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về Đạo Huyền Thiên Tôn. Chương 616, đội cứu viện xuất phát. Đội cứu viện khẩn cấp của thôn Cao Gia tập kết tại bến tàu Hiệp Xuyên, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Chủ lực của đội cứu viện đương nhiên là dân đoàn, mà người dẫn đầu là Bạch Diên. Mưa vẫn còn đang rơi rất to, mặc dù Bạch Diên có dù, nhưng bộ bạch y vẫn bị ướt quá nửa. Dù căn bản chẳng có tác dụng mẹ gì, nhưng hắn lại không chịu mặc áo tơi, cứ đòi mặc bạch bào, vậy thì. Tuy nhiên không có ai cười hắn. Bạch Diên đứng ở trên tường bảo bến tàu Hiệp Xuyên, lớn tiếng nói, thiên tôn vừa mới nói, Hoàng Hà vỡ đê tại Mạnh Tân, các lão bách tính tử thương thảm trọng. Rất nhiều người bị mắc kẹt trên gò núi, bọn họ không có đồ ăn, không có chỗ ở, đói bụng tắm mưa, chúng ta phải đi cứu họ. Dân đoàn cùng giống lên, phải cứu. Bạch Diên, quân tử lấy nghĩa làm đầu. Bạch Diên ta đi một chuyến này, cho dù chết ở trong Hoàng Hà, cũng sẽ không hối hận, các ngươi có được giác ngộ như vậy không? Dân đoàn cùng giống lên, chúng ta là lính của lão bách tính, khi lão bách tính gặp phải khó khăn, chúng ta phải ra đương đầu. Bạch Diên giống lên, rất tốt, rất có khí thế, xuất phát. Mọi người vẻ mặt nặng trĩu bắt đầu lên thuyền. Lúc này trời vẫn còn mưa, gió sông vù vù, sông Hoàng Hà chảy rất xiết. Thuyền buồm dùng sức người tại cổ đại là không dám xuống Hoàng Hà. Đi xuống chính là tìm đường chết, chỉ chốc lát là làm mồi cho cá ăn.
nhưng thuyền chạy bằng điện của thôn Cao Gia lại dám đánh một trận. Thuyền hàng chạy bằng điện không có buồm, hơn nữa thân thuyền thấp, không có lâu thuyền, chỉ là một khối đơn giản, diện tích đón gió nhỏ. Hơn nữa thuyền này dựa vào motor điện cung cấp động lực này lớn hơn so với sức người chèo. Cho dù dòng nước Hoàng Hà chảy xiết, động lực do motor điện cung cấp cũng có thể miễn cưỡng duy trì phương hướng mà mình muốn đi tới, cho nên liều một lần là có thể. Bạch Diên đứng ở đầu thuyền, cuồng phong bạo vũ cũng không thể dao động dáng người oai phong của hắn, đưa tay chỉ về hướng hạ du, giống lên, xuất phát. Gia Đình bên cạnh hắn thấp giọng nói, lão gia, đang mưa to gió lớn, đừng đứng ở đầu thuyền tạo dáng, chúng ta nên đi vào trong khoang thuyền đi. Ra lệnh ở chỗ này, người trong khoang thuyền cũng đâu có nghe được. Bạch Diên, đi vào sẽ không oai nữa, sợ mưa sợ gió còn gọi quân tử cái gì. Gia Đình thấp giọng nói, quân tử không đứng ở dưới tường sắp đổ, đi vào khoang thuyền sẽ không ảnh hưởng đến thân phận quân tử. Bạch Diên ồ một tiếng, lời này có lý, vậy ta đi vào. Lúc này Gia Đình mới thở phào nhẹ nhõm, rất sợ lão gia rơi xuống sông, lúc đó không dễ mà cứu được. Vài chiếc thuyền xuất phát hướng về hạ du, Mạnh Tân. Mưa đã ngừng rơi, gió cũng nhẹ hơn, Hoàng Hà từ từ trở nên bình tĩnh. Hơn nửa Mạnh Tân đã biến thành hải dương màu vàng. Nước này nhất thời nửa khắc là không rút được. Giang Thành dẫn theo một đám bộ hạ, dọc theo sườn núi trượt xuống dưới một đoạn, trượt đến chỗ mặt sông, sau đó cầm một cây gậy đâm xuống dưới nước. Chẳng mấy chốc, hắn thu gậy về, sắc mặt tỏ ra lo lắng. Không đâm tới đáy, nước còn rất sâu. Thấy cây gậy không đâm tới đáy, sắc mặt lão bách tính trên sườn núi liền khó coi. Đúng lúc này, một lão bách tính la lên, thuyền, có thuyền tới rồi. Mọi người phấn chấn, xa xa đúng là xuất hiện một con thuyền, hơn nữa không chỉ một cái, là một đội thuyền nhỏ, khoảng chừng hơn 10 chiếc thuyền gỗ nhỏ, trên mỗi chiếc thuyền đều có 5, 6 người. Các lão bách tính mừng rỡ, có thuyền tới là tốt rồi, trên người chúng ta còn có chút tài sản, bỏ chút bạc để cho họ đưa chúng ta đến nơi an toàn. Ngay từ đầu Giang Thành cũng vui mừng, nhưng nhìn chăm chú mấy chiếc thuyền này vài lần, sắc mặt liền thay đổi, không tốt, thủy tặc. Câu nói này dọa cho các lão bách tính trên sườn núi hoảng hốt. Chỉ thấy hơn 10 chiếc thuyền kia rất nhanh đi tới bên cạnh một hòn đảo xa xa rồi dừng lại, người trên thuyền lấy dao ra. Họ không chỉ không cứu người, trái lại cầm dao hét lên với người trên đảo, buộc họ giao ra tài sản trên người. Có người có ý phản kháng, liền bị một đao, thi thể bị vứt vào trong nước. Lão bách tính trên đảo trước gặp thiên tai, lại gặp nhân họa, quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể ngoan ngoãn giao hết tài sản cho thủy tặc. Đám thủy tặc cười ha ha, lại lái thuyền đi tới con đảo kế tiếp. Giang Thành hét lớn, mọi người tìm kiếm vũ khí, mau. Cao Pha xem như một cái lớn nhất trong số các hòn đảo xung quanh, đỉnh sườn núi có không ít cây cối, các lão bách tính vội vàng bẻ cành cây làm vũ khí. Có một số cành cây to quá không bẻ được, mười mấy người cùng nhau nhảy lên, lấy tay đu cành cây, dùng trọng lượng cơ thể bẻ gãy nó. Chẳng mấy chốc, nam thanh niên trên sườn núi, mỗi người đều cầm một cây gậy. Mà 10 thủ hạ của Giang Thành bởi vì đi buôn bán xa, mỗi người đều có yêu đao, lúc này đồng thời nắm đao trong tay, trông cũng có phần đáng tin. Lão bách tính cầm gậy không nhịn được vây quanh phía sau nhóm người Giang Thành, lấy họ dẫn đầu. Chẳng mấy chốc, đám thủy tặc kia đã đến dưới Cao Pha. Tên hãn tặc cầm đầu dùng yêu đao chỉ lên trên sườn núi, cười to nói, thượng nhân trên sườn núi này không ít, mấy trăm người đấy, ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tài sản, ra ra tha các ngươi không chết. Giang Thành phi một tiếng, vào lúc này còn đi cướp đoạt lão bách tính, con mẹ ngươi có còn là người không? Tặc thủ nhìn Giang Thành, ồ, ngươi là người nói chuyện trên sườn núi này sao? Giang Thành, đúng thì sao? Tặc thủ liếc nhìn đao trên tay nhóm người Giang Thành, lại liếc nhìn lão bách tính cầm gậy phía sau họ, cười không ngừng, làm ra vẻ như thế, là không muốn sống đúng không? Giang Thành, ngươi chỉ có khoảng 10 chiếc thuyền, chưa tới 5-60 người đánh được, ngươi có ngon thử công lên Cao Pha thử xem. Tặc thủ cười ha ha, làm ra vẻ hào khí can vân, không để đám người Giang Thành vào mắt, trong lòng lại đang tính toán, ta không đến 60 người. Trên sườn núi này có vài trăm người, trong đó 10 người có đao, người khác cũng có gậy, ta thật sự chưa hẳn công lên được, cho dù công được, tử thương cũng lớn. Nghĩ tới đây, gã cũng không dự định công nữa, chỉ vào Giang Thành nói, tiểu tử ngươi nhớ đó cho ra ra, hiện tại ra ra không công ngươi.
Trước tiên để ngươi đói 5-3 ngày, trở lại từ từ thu thập tiểu tử ngươi, đến lúc đó ta xem ngươi có còn cầm vững đao hay không. Giang Thành nghe xong thì chỉ biết im lặng. Tặc thủ, chúng ta đi. Hơn 10 chiếc thuyền quay đầu, lại đổi sang hòn đảo khác. Chẳng mấy chốc, từ hòn đảo xa xa vang lên tiếng khóc la của nữ tử. Có người bị giết sạch cả nhà, chỉ còn dư một cô nương bị đám thủy tặc bắt về lên thuyền. Giữa ban ngày ban mặt ở trên thuyền trà đạp, người xung quanh nhìn mà chỉ biết siết chặt nắm tay. Giang Thành tức giận cắn răng, thế nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của tặc nhân, trong lòng lại có chút sợ hãi. Không sai, trên đảo này không có đồ ăn, không đến mấy ngày, lương khô sẽ ăn hết, đói không có sức mà cầm đao nữa. Khi đó thủy tặc trở lại đánh Cao Pha, vậy phải làm gì đây? Thiên Tôn phù hộ. Giang Thành đành phải yên lặng cầu khẩn với sợi bông Thiên Tôn trước ngực. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 617, cầm cự thêm một lúc nữa. Sơn Tây, Bắc Bộ. Sấm tướng Lý Tự Thành mới vừa ở Đại Châu bị gia đình của Tôn Truyền Đình đánh cho một trận, đang từ Bắc hướng Nam, chuẩn bị trở về khu vực Tấn Trung. Báo, quan binh đang vây quanh đây quy mô lớn. Một tham báo chạy tới trước mặt sấm tướng, lớn tiếng báo cáo, tổng đốc tuyên đại của Minh Đình là Trương Tông Hành, thống lĩnh Bạch An, Hồ Đại Uy, Lý Ti, Hạ Nhân Long, Tả Lương Ngọc, sĩ tốt 8.000 người. Tân nhiệm tuần phủ Sơn Tây Hứa Đỉnh Thần, thống lĩnh Trương Ứng Xương, Cầu Phục Uy, Sử Ký, Pha Hy Mục, Ngả Vạn Niên, sĩ tốt 7.000 người. Quan binh làm thành một vòng vây thật lớn, đang bao vây lấy chúng ta. Sấm tướng nghe xong, nhíu mày, không nói lời nào. Lý Quá bên cạnh thấp giọng nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sấm tướng nhíu mày suy nghĩ khoảng 10 giây, cũng không mất bao nhiêu thời gian, trong lòng đã có tính toán. Phái người đi báo tin cho Tử Kim Lương Lão Đại và Sấm Vương Lão Đại, bảo họ đi về hướng đông, đi theo đội ngũ của chúng ta. Chúng ta làm tiên phong, thẳng tiến Thái Hành Sơn Mạch. Chỉ cần vào Thái Hành Sơn rồi, quan binh sẽ không thể tìm được chúng ta nữa. Lý Quá, Thúc, trong Thái Hành Sơn rất ít người lui tới, chúng ta vào núi ăn cái gì? Sấm tướng, đương nhiên chúng ta không ở lại trong núi thời gian dài. Sau khi vào núi, lập tức men theo Thái Hành Sơn Mạch đi về hướng Nam, một đường từ từ đánh qua. Chúng ta xác định mục tiêu tại Hà Nam, tranh thủ cuối năm nay hoặc là đầu năm sau, chuyển chiến đến Hà Nam. Hà Nam, Lý Quá, vì sao phải đi Hà Nam? Bên Sơn Tây này không dễ kiếm ăn. Sấm tướng thở dài, lại lấy ra một tờ công báo triều đình vừa mới chặn lại được. Ngươi xem, tin tức của triều đình. Hoàng Hà vỡ đê tại Mạnh Tân, nước ngập ngàn dặm, dân chúng lầm than, tụ tập làm cướp. Hắc hắc, loại tình huống này rất thích hợp chúng ta hoạt động. Chúng ta chỉ cần đi Hà Nam rồi, lập tức có thể bổ sung lượng lớn sinh lực quân. Lý Quá bừng tỉnh hiểu ra. Phía trước là Hoàng Hà Tam Hiệp rồi, cách Mạnh Tân không xa. Bạch Diên tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người sốc lại tinh thần, sắp đến rồi. Thuyền phu quen thuộc thủy văn, chạy đến đằng trước hướng dẫn đi, giữ vững tay lái. Đội cứu viện của thôn Cao Gia đang đi qua Hoàng Hà Tam Hiệp. Nơi đây phong cảnh xinh đẹp, cũng không kém so với Trường Giang Tam Hiệp, nhưng lúc này không ai có tâm tình thưởng thức phong cảnh, tất cả mọi người tập trung dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên phía trước. Ông trời cũng hiểu lòng người, làm tạnh mưa, gió cũng ngừng, mặt trời mùa hè cũng bỏ lên cao. Đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Bạch Diên mở tấm năng lượng mặt trời, vừa nạp điện vừa nhanh chóng đi tới. Tấm che mưa trên đỉnh thuyền được kéo xuống, tấm năng lượng mặt trời liền hiện ra. Đội thuyền vừa bổ sung năng lượng, vừa tiếp tục đi tới, đi qua Hoàng Hà Tam Hiệp, thẳng tiến phía trước. Cao Pha, nước vẫn chưa rút, các lão bách tính tập trung trên Cao Pha lại sắp không cầm cự nổi. Liên tục vài ngày, bị mưa làm ướt, không có đồ ăn, thậm chí ngay cả nồi dùng để nấu nước sôi cũng không có. Chỉ có thể uống nước mưa hoặc là múc nước sông đục để uống, điều này bảo người ta làm sao có thể cầm cự được. Không ít người đã đói đến mờ cả mắt, thần trí hoảng hốt. Nhóm người Giang Thành bởi vì nhiều năm hành thương, trên người có chút lương khô, xem như có chuẩn bị một chút so với lão bách tính tạm thời trốn lên sườn núi. Nhưng lương khô của họ không đủ để chia cho mấy trăm người ăn, chỉ có thể tự mình ăn. Qua vài ngày, mấy trăm người trên sườn núi đều đã nằm xuống hết. Chỉ có Giang Thành và 10 bộ hạ của hắn hiện tại còn có chút năng lực hoạt động.
Hắn có chút lo lắng, đám thủy tặc kia. Nhưng mà chuyện trên thế giới này, chính là sợ cái gì, cái đó sẽ tới. Đám thủy tặc bị hắn bức lui mấy ngày hôm trước lại tới nữa. Vẫn là hơn 10 chiếc thuyền kia, vẫn là gần 60 tên tặc kia, kiêu ngạo vô cùng bơi thuyền đến dưới cao pha, ngẩng đầu nhìn nhóm người Giang Thành trên sườn núi, cũng không nói gì, chỉ nhìn. Trái tim Giang Thành chìm xuống. Ngay khi hắn cảm thấy tuyệt vọng, sợi bông thiên tôn trước ngực đột nhiên lên tiếng, đừng sợ, cầm cự một lúc nữa, lập tức sẽ tốt thôi. Giang Thành mừng rỡ, thiên tôn, ngài lại tới rồi. Sợi bông thiên tôn cười hắc hắc, tới rồi. Cứu viện cũng tới rồi, dốc hết sức ngăn cản đám người này một đợt là được rồi. Giang Thành hừng hực khí thế, sờ tay vào ngực, lấy ra một miếng lương khô cuối cùng và bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa quay sang hét lớn với đám thủy tặc, lên đây, phóng ngựa công qua đây đi. Các hương thân còn có sức lực, cầm lấy gậy nào. Kiên trì thêm một chút nữa thôi. Giang Thành giống lên, thêm một chút nữa thôi. Chúng ta có thể bò từ 18 tầng địa ngục lên nhân gian rồi, đứng dậy hết nào. Các lão bách tính đói đến đứng không vững, gian nan bò, dậy, cầm lấy gậy. Thủy tặc nở nụ cười tàn nhẫn, chúng tiểu nhân, chuẩn bị công lên sườn núi. Sau khi công lên, nam băm hết cho cá ăn, nữ thì chúng ta từ từ chơi đùa. Để cho chúng biết được, kết quả đối nghịch với chúng ta, ha 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 ha. Đám thủy tặc đưa thuyền dựa sát vào bên sườn núi, xoát 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 nhảy lên trên sườn núi. Độ dốc của cao pha cũng không lớn, không đến 45 độ. Lão bách tính trên sườn núi hữu khí vô lực ném mấy tảng đá xuống, căn bản không ảnh hưởng đến đám thủy tặc hành động. Cả đám thủy tặc kêu gào xông lên trên. Lão bách tính giơ gậy lên mà toàn là vô lực, người đổ ngả đổ nghiêng, không chịu nổi một phút nào. Giang Thành đành phải dựa vào 10 tên thủ hạ của mình chống lại, vung yêu đao trong tay lên, leng keng, trao đổi hai đao với một tên thủy tặc phía trước. Mấy ngày không được ăn no, lực trên tay không đủ, yêu đao suýt nữa bị văng đi, chỉ có thể dựa vào ý chí nắm chặt lấy. Chỉ nghe bên người vang lên một loạt tiếng binh khí va chạm đinh đinh đang đang, có lão bách tính phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó, trong tai đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ quái. Đoàng, rất vang dội, rất điếc tai, là âm thanh của hỏa súng. Tiếp theo, tên thủy tặc hung hãn trước mặt Giang Thành ngã phịch xuống đất. Các lão bách tính không bị cuốn vào chiến đấu nhìn về hướng âm thanh hỏa súng truyền đến. Chỉ thấy xa xa có một con thuyền cỡ trung đang chạy tới, nước ăn rất cạn, không có buồm cũng không có mái chèo, nhưng có thể đi nhanh chóng trên mặt nước yên ả. Trên đầu thuyền là một trung niên nhân bạch y thướt tha, trên tay cầm một cây hỏa súng, miệng súng còn đang bốc khói xanh. Hắn vung hỏa súng trong tay lên một cách tiêu sái, rũ rũ cạn hỏa dược trong ống súng đi, sau đó thò tay vào trong túi áo, mò ra một vật gì rồi nhét nó vào trong miệng súng, sau đó lại giơ lên. Đoàng, lại là một tên thủy tặc hét lên rồi ngã gục. Giang Thành mừng rỡ, điên cuồng hét lên, cứu viện của thiên tôn tới rồi. Ha ha ha, cứu viện tới rồi. Mấy ngày nay các lão bách tính vẫn luôn nghe Giang Thành kể chuyện về đạo huyền thiên tôn, vốn vẫn còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại thấy được viện quân tiên khí phiêu phiêu như thế, không tin cũng thành tin. Những người vốn đang đói sắp không chịu được, đột nhiên bật ra tiềm lực cuối cùng của thân thể. Gậy trong tay vung lên loạn xạ, khiến cho đám thủy tặc liên tục lui về phía sau. Chương 618, cứu viện đến. Đoàng, đoàng, tiếng hỏa súng từ xa vang lên liên tiếp. Bạch Diên thương pháp như thần, mỗi một viên đều tiêu diệt một quân địch, từ xa đã dám ra tay trợ giúp Giang Thành. Về phần các bộ hạ của Bạch Diên thì còn thiếu một chút, họ thương pháp không đủ, sợ ngộ thương người một nhà. Không dám từ nơi quá xa nổ súng, vẫn phải tiếp cận một chút mới có thể ra tay, cũng may thuyền chạy bằng điện chạy rất nhanh. Khoảng cách 100 mét cũng chỉ là việc mấy chục giây. Rất nhanh, thuyền liền tiến vào. Tầm bắn họ cũng có thể khai hỏa, thế là các bộ hạ cũng khai hỏa theo. Tiếng hỏa súng vang lên lúc có lúc không, thủy tặc liên tiếp trúng đạn. Hãn phỉ cầm đầu lần này quá hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua con thuyền lớn từ xa đang đến gần, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là quan binh tới rồi. Cơ mà, bạch y nhân trên đầu thuyền thoạt nhìn không giống quan binh lắm. Mặc kệ, trốn trước cho chắc, tặc tù hét lớn một tiếng, phong khẩn, xả hồ. Hơn 40 tên thủy tặc còn lại vội vàng dọc theo sườn núi trượt xuống. Cao pha này công lên phiền phức, muốn trượt xuống lại đơn giản, trượt một cái đã đến bên mặt nước, tiếp đó chúng nhanh chóng nhảy lên thuyền,
quay đầu thuyền bỏ chạy về hướng ngược lại. Bạch Diên lại bắn một phát, một thủy tặc lại ngã xuống, hắn ngẩng đầu giống lên, đuổi theo. Lúc này, Kim Tuyến Thiên Tôn trước ngược lại lên tiếng, trước tiên cứu lão Bách Tính trên cao pha. Lúc này Bạch Diên mới tỉnh ra, đúng vậy, lão Bách Tính trên cao pha bị mắc kẹt rất nhiều ngày, vừa lạnh vừa đói. Sắp không cầm cự nổi, trước tiên cứu viện họ mới là đúng đắn, hiện tại cũng không cần để ý mấy tên thủy tặc như mấy tên hề này. Hắn bỏ truy kích, đưa thuyền cập sát vào bên bờ cao pha. Mấy trăm lão Bách Tính trên sườn núi đều nhìn con thuyền với ánh mắt mừng rỡ. Bạch Diên vung tay lên, xếp hàng lên thuyền. Mọi người đừng nóng vội, chúng tôi không chỉ có một con thuyền, phía sau còn có mấy chiếc lập tức sẽ tới đây ngay, mọi người chỉ cần không loạn, tất cả mọi người sẽ được cứu trợ. Vừa nghe nói như vậy, các lão Bách Tính trên cao pha không gắng gượng nổi nữa, cả đám bật khóc. Thuyền của thôn Cao Gia, một cái tiếp một cái tiến vào khu vực bị lụt. Lúc này lũ còn chưa rút đi, khắp nơi đều là lục địa cô đảo. Lão Bách Tính trên đảo người nào người nấy đói khát nhìn không ra hình người, trong đó không ít người còn bị thủy tặc cướp sạch tài sản. Nhà của họ đã bị chìm trong nước, ruộng đất cũng không còn, tùy thân mang theo chút tài sản cũng bị thủy tặc cướp sạch rồi. Đúng thật là tích trữ cả đời trong nháy mắt về con số không, một nghèo hai trắng cái gì cũng không còn. Không ít người đã đoạn tuyệt hy vọng sống, hai mắt vô thần, hoàn toàn không biết vì sao mình còn phải sống tiếp. Bạch Diên và các binh sĩ dân đoàn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi buồn bã. Nếu như chúng ta không đến, chắc là những người này không sống nổi nữa. Bạch Diên cũng không khỏi thở dài, khổ quá. Hạn hán mới qua, lại tới lũ lụt, cái này còn để người ta sống nữa không? Kim Tuyến Thiên Tôn cũng không khỏi thở dài, thiên tai này đã bộc lộ ra vấn đề then chốt, là chính phủ không làm, không đặt sự sống chết của lão Bách Tính ở trong lòng. Bạch Diên chấn động, quả thật. Nơi đây ngay ở ngoại thành phía Bắc Lạc Dương, theo lý thuyết, đội thuyền cứu viện của quan phủ phải từ Lạc Dương qua đây sớm hơn. Thế nhưng đã qua mấy ngày, quan phủ dường như chẳng quan tâm đến. Các lão Bách Tính ở trên đảo, ngay cả một con thuyền cứu viện cũng không phái qua đây. Đây mới là vấn đề then chốt. Nói đến đây, Bạch Diên cũng không khỏi sầm mặt lại, đám quan phủ vô dụng này phải nên lật đổ, đổi một người khác làm hoàng đế mới phải. Nghe hắn nói đổi một người khác làm hoàng đế, Lý Đạo Huyền không khỏi thầm nghĩ, Bạch Diên cũng theo phương thức tư duy của xã hội cũ. Đổi lại là con trai Bạch công tử của ngươi thì chưa hẳn sẽ nói như vậy, hắn đã học không ít tiết tư tưởng chính trị, chắc sẽ có ý nghĩ mới. Ví dụ, để người dân tới làm chủ nhân, bỏ đi, việc này vẫn là không nên nhắc tới, nói cái này vẫn còn quá sớm. Thuyền hàng của thôn Cao Gia vội vàng làm việc, không ngừng qua lại trong biển rộng mênh mông của khu Mạnh Tân. Đón từng lão Bách Tính trên các hòn đảo, lại đưa đến bên ngoài trấn Hoành Thủy tại Thượng Du không bị nước bao phủ. Các lão Bách Tính đã không còn gì, không ít người đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ thầm, cho dù trốn thoát, cũng không sống nổi nữa. Nhưng khi bọn họ rời thuyền, mới phát hiện, dân đoàn thôn Cao Gia đã dựng rất nhiều lều ở bên ngoài trấn Hoành Thủy, trong lều đã có sẵn nồi đang nấu thức ăn. Lão Bách Tính được thuyền hàng đón lên bờ, lập tức có thể ăn được một bữa nóng hổi. Hơn nữa, những đồ ăn này cũng không phải rau dại cháo loãng qua loa cho xong, mà là cháo bột mì nấu nóng hổi, uống một ngụm là trong nháy mắt ấm nóng đến tận dạ dày, tinh thần tỉnh táo. Sợ họ chỉ uống cháo không đủ no, bên cạnh còn phát thêm bánh màn thầu. Các nạn dân cắn một miếng bánh màn thầu, uống một ngụm cháo, sau vài ngụm vào bụng, nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng mới rốt cuộc đuổi đi không ít. Bạch lão gia, ngài là phụ mẫu tái sinh của chúng tôi. Bạch lão gia, đa tạ ân cứu mạng. Cả đám người vây quanh Bạch Diên, hết quỳ lại bái, khiến cho Bạch Diên phải không ngừng giải thích, đừng cảm ơn ta, là Thiên Tôn phái ta tới, các ngươi phải cảm ơn Thiên Tôn. Thiên Tôn là ai? Vì vậy các dân đoàn lại bắt đầu phổ cập một khóa cho họ. Dân đoàn bận bịu từ sáng sớm đến tối, lại từ tối bận bịu đến sáng. Lương thực theo thuyền mang đến rất nhanh đã không còn. Cũng may nhóm thuyền hàng thứ hai của thôn Cao Gia nhân lúc mưa đang nhỏ đã chạy qua đây, lại mang đến lượng lớn lương thực. Khu vực tập trung nạn dân tại trấn Hoành Thủy rất nhanh đã thành quy mô trên vạn người. Trạng vạng. Lại một con thuyền hàng từ bên ngoài trở về, trên thuyền lại chở thêm hơn 30 nạn dân, cả đám đói đến mức rơi vào trạng thái hư thoát, vừa mới từ trên thuyền xuống liền ngã ra đất. Sau đó hoàn toàn dựa vào nhóm tình nguyện viên do Giang Thành tổ chức đưa họ vào trong lều, lại mớm từng chút cháo cho họ, đám người này mới rốt cuộc sống lại được.
Bạch Diên từ ngoài đi vào trong lều, vỗ vai Giang Thành, Giang huynh, những người này thế nào rồi? Giang Thành ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng nói, sống rồi. Bạch Diên gật đầu. Đúng lúc này, từ xa một gia đình Bạch Gia Bảo chạy qua, lão gia, người của quan phủ đến rồi. Bạch Diên nhíu mày, người của quan phủ, rốt cuộc có phản ứng rồi sao? Giang Thành khinh miệt một tiếng, khẳng định sẽ không bởi vì muốn cứu tế mà qua đây, mà thấy Trấn Hoành Thủy đã tập trung trên vạn nạn dân, cảm thấy ở đây không an toàn, mới phái người đến xem. Bạch Diên hừ một tiếng, không muốn nói gì, nhưng không muốn nói cũng phải ứng phó, hắn đành phải dẫn theo Giang Thành, cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Mới vừa đi đến ngoài doanh nạn dân, liền thấy có một nhánh quân đội từ phía trước đi tới, mặc là quân phục của Đại Minh Triều. Bộ dạng diễu võ dương oai, đứng ở cổng doanh, lớn tiếng hét lên, tình huống nơi này thế nào? Vì sao có lượng lớn bách tính tụ tập? Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 619, ổ thủy tặc từ xưa. Bạch Diên thờ ơ nhìn nhánh quân này. Giang Thành cảm giác được Bạch Diên không vui, không muốn sự việc trở nên gay gắt, vội vàng làm mặt cười bồi đi tới gần. Quân gia, ở đây đều là lão bách tính bị lũ lụt, mọi người ở chỗ này tránh lũ. Tướng lĩnh dẫn đầu vẻ mặt rất không kiên nhẫn, tụ tập nhiều quá vậy. Tụ tập để làm loạn sao? Giang Thành cười bồi, tập trung ở đây, họ mới có cơm ăn. Hắn chỉ vào Bạch Diên, vị này chính là Thiểm Tây Bạch Thị, một nhà từ thiện, bởi vì cơ duyên xảo hợp. Đi ngang qua phụ cận Lạc Dương, thấy các lão bách tính bị lũ lụt, hắn liền ở chỗ này phát cháo cứu dân. Các hương thân phát cháo cứu dân, việc này vào những năm thiên tai cũng thường xuyên diễn ra. Quan binh nghe vậy cũng không hoài nghi, liếc nhìn Bạch Diên, thấy hắn quần áo bạch y, vừa ngông lại vừa ngầu, trong lòng cũng hơi sợ. Tướng lĩnh kia ôm quyền với Bạch Diên, thì ra là Thiểm Tây Bạch Thị, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Diên hừ một tiếng, ngươi ngưỡng mộ cái rắm, lần đầu tiên nghe đến tên tuổi của ta phải không? Quan binh nghẹn lời, thuận miệng một câu khách khí, ngươi lại tưởng thật. Hắn không mấy hài lòng, nhưng Bạch Diên càng kiêu ngạo, trái lại quan binh càng không dám đắc tội hắn, rất sợ mình chọc phải người không thể trêu. Lần này quan binh trái lại phải cười làm lành nói, Bạch tiên sinh nói đùa, ụ. Ta chỉ nghe nói nơi này có người tụ tập. Tới kiểm tra một chút, nếu có Bạch tiên sinh ở chỗ này, chúng tôi an tâm rồi. Võ quan kia xoay người muốn dẫn người rời đi, dự định trở lại điều tra xong hậu trường của Bạch Diên rồi mới trở lại cùng hắn trò chuyện. Bạch Diên, chậm đã. Võ quan dừng bước, quay đầu lại, nghiêm mặt hỏi, Bạch tiên sinh còn có cái gì phân phó? Bạch Diên nói giọng dễ ghét, Mạnh Tân lũ lụt, nước ngập ngàn dặm. Tại hạ không thấy quan binh đi ra cứu người cũng thôi đi, coi như quan binh không có chức trách này. Thế nhưng, thủy tặc hoành hành, khắp nơi thừa nước đục thả câu, đó chính là chuyện của quan binh quản lý phải không? Ngươi thân là quan binh, nên có chức trách giết tặc, tại sao không thấy ngươi đi ra giết tặc? Giọng điệu hắn nói toàn là cái loại trên cao nhìn xuống. Võ quan nghe mà trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm, người này chắc không phải ngự án ngự sử nào đó, chuyên môn thay mặt thiên tử dò xét địa phương chứ. Người như thế nếu về kinh hạch tội ta chết cũng không biết chết thế nào. Nghĩ tới đây, võ quan quá sợ hãi, xấu hổ nói, việc đó. Hụ, đám thủy tặc đó, chúng tôi vẫn đang cố gắng tiêu diệt. Đúng vậy, rất cố gắng. Chỉ là, đám thủy tặc kia trốn ở Tiểu Lãng Đề, nơi đó thủy lộ ngang dọc, khắp nơi là vịnh có thể trốn tránh. Chúng tôi cố gắng nhưng chưa bắt được. Bạch Diên tức giận, mượn cớ, ta không muốn nghe những cái cớ này. Ta chỉ thấy lão bách tính bị thủy tặc khi dễ, vô cùng thê thảm. Bạch Diên càng giữ, võ quan càng sợ, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện. Võ quan vội chắp tay thi lễ sau đó lui ra phía sau, giờ ta sẽ trở về, kiểm kê binh mã, đi Tiểu Lãng để tiễu phỉ, cho Bạch tiên sinh một câu trả lời. Nói xong, nhanh chân chạy như điên, mang theo một đội quan binh trong nháy mắt không còn bóng dáng. Bạch Diên tức giận nói, một đám cướp chó. Giang Thành thấp giọng nói, Bạch tiên sinh, mấy lời ngài nói đã tạm thời hù dọa được chúng, nhưng sau khi hắn trở lại điều tra rõ ngươi không phải là đại quan, lần sau trở lại, không khéo sẽ làm ác hơn đấy. Bạch Diên gật đầu, hắn đương nhiên hiểu đạo lý này. Song hắn cũng không sợ, người này nếu muốn tìm ta phiền phức, một phát súng thịt hắn luôn.
Giang Thành giật mình, nghĩ thầm, Bạch tiên sinh cũng quá lợi hại, thật dám thịt Quan Bình. Bạch Diên đột nhiên lại đổi giọng, Tiểu Lãng để kia là nơi nào? Ngươi có thể nói cho ta một chút đi. Giang Thành ngạc nhiên, vì sao Bạch tiên sinh lại hỏi cái này? Bạch Diên nói, bến tàu Hiệp Xuyên và bến tàu Vĩnh Tế, quá nhỏ. Thì ra Lý Đạo Huyền đã sớm cảm giác được, bến tàu Hiệp Xuyên và bến tàu Vĩnh Tế không đủ dùng. Hai bến tàu này dù sao cũng là bến tàu cổ, thuộc về cái loại bờ sông chỉ có một cái eo điển hình, bên trong chứa một số thuyền gỗ cổ đại không có vấn đề. Thế nhưng muốn đặt tiên thuyền do Lý Đạo Huyền cung cấp thì có vẻ như trứng chọi đá. Những thuyền hiện đại của Lý Đạo Huyền chỉ đặt mấy chiếc vào trong hộp đã chất đầy bến tàu cổ là không bỏ thêm được cái nào nữa. Hơn nữa, phía trên thuyền pháo của Lý Đạo Huyền có tới hơn 10 khẩu pháo, nếu cứ như vậy đặt ở bờ sông cũng không quá thỏa đáng. Thương thuyền vào Nam ra Bắc đều có thể thấy những pháo hạm này bất cứ lúc nào, điều này vô cùng bất lợi đối với công tác bảo mật quân sự. Y đã sớm trao đổi với Bạch Diên việc này, bảo hắn suy nghĩ một chút vấn đề này, tách riêng ra bến tàu quân sự và bến tàu dân dụng. Vừa rồi Bạch Diên nghe được võ quan kia nói Tiểu Lãng, để thủy vực phức tạp, rất dễ dàng cho thủy tặc ẩn thân, trong lòng liền lưu ý. Loại địa phương này chẳng phải rất thuận lợi để thành lập một cảng quân sự tương đối bí mật hay sao? Chỉ là, ở đây cách thôn Cao Gia cũng quá xa. Không, hiện tại mặc dù xa, nhưng sau này khi thôn Cao Gia thật sự quét ngang thiên hạ, ở đây xem như khu vực quan trọng tại vùng Trung Du Hoàng Hà, sẽ trở thành trung tâm thế lực của thôn Cao Gia, tuyệt đối đáng để kinh doanh, sớm mưu đồ một chút cũng không có vấn đề gì. Giang Thành vội vàng giới thiệu Tiểu Lãng Để. Thì ra, Tiểu Lãng Để là ổ phản tặc nổi tiếng ở đoạn giữa Hoàng Hà. Từ những năm cuối Đông Hán, khi tặc Hoàng Cân làm loạn, đã lựa chọn Tiểu Lãng Để làm căn cứ của mình. Tặc Hoàng Cân ở chỗ này xây một cái trại Hoàng Cân, lợi dụng điều kiện thủy văn phức tạp để tránh né quan binh, cướp bóc thương thuyền. Các triều đại về sau, Tiểu Lãng Để thủy tặc không dứt, chưa bao giờ trị được tận gốc. Bạch Diên nghe xong, trong bụng mừng thầm. Lý Đạo Huyền nghe xong, trong bụng cũng mừng thầm. Đây thật đúng là địa phương tốt. Thủy quân của thôn Cao Gia đã không bố trí được ở bến tàu Hiệp Xuyên, cần mở rộng địa bàn mới, mà một ổ thủy tặc nổi tiếng từ xưa đến nay chính là một nơi tuyệt hảo. Đoạt từ trên tay thủy tặc, xây dựng thành trại, hoàn toàn làm được. Càng thuận tiện hơn so với lúc trước Hình Hồng Lang xây thủy trại ở Vĩnh Tế. Xa là có xa một chút, nhưng lúc trước Hình Hồng Lang xây bến tàu tại Vĩnh Tế cũng rất xa, không phải cũng chiếu cố xong rồi sao? Huống chi, hơn vạn lão bách tính bị thiên tai trước mắt này, vừa lúc cung cấp nguồn nhân lực đầu tiên để xây dựng thủy trại, có thể nói vạn sự sẵn sàng. Kim Tuyến Thiên Tôn cũng mở miệng, ở đây có thể làm. Bạch Diên mừng rỡ, Thiên Tôn cũng cảm thấy có thể sao? Vậy tại hạ sẽ buông tay mà làm. Giang Thành cũng mừng, ở chỗ này xây một thủy trại, chẳng phải cách nhà của ta rất gần. Bạch Diên cười, vừa hay, ta nhớ ngươi cũng là người giỏi đi thuyền, tương lai thủy trại bên này cũng do Giang huynh hỗ trợ quản lý. Giang Thành, tính ta một phần. Mọi người thương lượng xong, kế tiếp phải chọn địa điểm. Cầm lấy bản đồ nghiên cứu một phen, Tiểu Lãng Để núi Ưng Chủy, phía dưới di chỉ trại Hoàng Cân, chính là địa điểm xây tốt nhất. Trước khi xây trại, phải xử lý thủy tặc ở đây. Kim Tuyến Thiên Tôn nói, phải tìm ra đám thủy tặc chạy thoát kia, khiến hắn phải trả giá vì hành vi thừa nước đục thả câu, sát hại lão bách tính. Chương 620, mọi người đều tới. Võ quan bị Bạch Diên hù sợ bỏ chạy, sau khi trở lại bắt đầu hỏi thăm, hỏi đông hỏi tây, cuối cùng hỏi tới mấy người từng đến bến tàu Hiệp Xuyên làm ăn, quả thật đã bị hắn hỏi rõ ràng. Thiểm Tây Bạch Thị kia chắc là một giáo viên dân đoàn bình thường hoạt động tại bến tàu Lạc Xuyên, hương thân bình thường mà thôi, căn bản không phải tuần án ngự sử gì hết. Võ quan cay lắm, chỉ là hương thân mà dám lên giọng răn dạy một mệnh quan triều đình như hắn, không muốn sống nữa sao? Mẹ nhà ngươi, xem lão tử thu thập ngươi thế nào. Võ quan dẫn theo 100 quan binh, lại một lần nữa đi tới doanh nạn dân của trấn Hoành Thủy. Cùng lúc đó, Tiểu Lãng Để, núi Ưng Chủy, trại Hoàng Cân. Địa phương được Bạch Diên và Giang Thành lựa chọn làm cứ điểm thủy quân mới cũng vừa lúc là hang ổ được một đám thủy tặc lựa chọn. Thủy tặc từng đánh Cao Pha biệt hiệu là Phiên Chu Long, lúc này đang ở trong trại, triệu tập một đám đầu mục thủy tặc nói chuyện phiếm. Những đầu mục này đều kiếm ăn ở phụ cận Tiểu Lãng Để, không lệ thuộc vào nhau, tự thành một thế lực,
mỗi người đều có một đội thuyền nhỏ mấy chục đến mấy trăm thủ hạ không đều nhau. Phiên Chu Long, ngày hôm nay triệu tập các vị huynh đệ tới đây là muốn giới thiệu cho các huynh đệ một đại nghiệp vụ. Các đầu mục còn lại đều cười, đại nghiệp vụ gì chứ? Nghe nói gần đây ngươi thừa dịp lũ lụt, chạy đến khu Mạnh Tân cướp đám nạn dân ở trên đảo, đó mà tính đại nghiệp vụ cái gì? Toàn là mấy đồng bạc lẻ không bỏ. Phiên Chu Long, hừ hừ, chắc các ngươi không biết đâu. Đám nạn dân đó hiện tại đều được một hương thân cứu đi rồi. Hương thân tập trung họ ở trấn Hoành Thủy, cung cấp cơm ăn cho họ nữa. Đây không phải đại nghiệp vụ thì là gì? Một đầu mục thoạt nhìn tương đối ngu ngốc nói, cái này mà tính đại nghiệp vụ gì? Phiên Chu Long, ngươi có phải bị ngáo không vậy? Hương thân kia có thể cho hơn vạn nạn dân cơm ăn, ngươi nói hắn đã chuẩn bị bao nhiêu lương thực? Nếu chúng ta cướp hết số lương thực đó, thủy trại của các vị ít nhất một năm không lo ăn uống. Vừa nghe nói vậy mọi người đều tỉnh cả người. Đúng vậy, có thể cung cấp cho hơn vạn người cơm ăn, vậy thì tài lực cao cỡ nào? Nếu cướp được chuyến này, vậy thật sự phát tài rồi. Phiên Chu Long, không dối gạt các vị, hương thân kia có chút lợi hại, gia đình dưới tay hắn ít nhất có khoảng 10 cây hỏa súng, mấy ngày trước đã đánh cho lão tử ngu người luôn. Lão tử tự nghĩ không có bản lĩnh một mình thu thập hắn, cho nên mời chư vị huynh đệ tới cùng nhau hành sự, chúng ta cùng nhau đánh vào trấn Hoành Thủy, thịt tên hương thân kia, cướp lương của hắn. Sau đó mọi người chia nhau, lương thực của hơn vạn người, tất cả đầu lĩnh chúng ta ở đây được chia một ly thôi cũng đã đủ ăn rồi. Chư đầu mục đều thích mạo hiểm, làm việc buôn bán không vốn đã nhiều năm, nghe nói việc này thì không ai sợ hãi. Trái lại mỗi người hưng phấn không hiểu, kêu loạn cả lên, được, con mẹ nó vậy cùng nhau đánh vào trấn Hoành Thủy đi, thịt tên hương thân kia. Phiên Chu Long, ta nói trước là thuyền của hắn rất lớn, hỏa súng rất lợi hại. Chư đầu mục đều cười, sợ hắn cái quần, chúng ta cũng không phải chưa từng đánh thương nhân có thuyền lớn, có hỏa súng. Giết chết hắn, chúng ta, nhiều người thua thế nào được. Vì vậy, sự việc quyết định một cách khoái trá như thế. Trấn Hoành Thủy, cách núi Ưng Chủy trại Hoàng Cân, khoảng cách theo đường đất liền là 16 dặm. Nhưng đám thủy tặc đương nhiên sẽ không đi đường bộ, mà từ trại Hoàng Cân theo hướng Bắc tiến vào Hoàng Hà, sau đó dọc theo Hoàng Hà đi về hướng Hạ Du, tiến vào khu Mạnh Tân, lại đi tới trấn Hoành Thủy. Thật ra trấn Hoành Thủy vốn là một trấn không dựa vào bờ sông, không nên có thủy tặc công qua đây mới đúng. Thế nhưng, sau khi Hoàng Hà vỡ đê, nước lụt ngàn dặm, khiến cho trấn Hoành Thủy vốn cách bờ sông vài dặm hiện tại lại biến thành một trấn nằm sát bên bờ sông. Phía đông trấn là một vùng nước mênh mông nhìn không thấy bờ, trong nước còn nhìn thấy không ít hòn đảo trôi bồng bềnh. Thỉnh thoảng có thể thấy được trên mặt nước có nóc nhà, cũng không biết trận lũ đáng sợ này còn bao nhiêu ngày nữa mới rút đi. Lúc này sắc trời đã sẩm tối, hơn vạn nạn dân còn đang nhóm lửa nấu cơm. Đột nhiên, trên một con thuyền hàng của thôn Cao Gia Đậu ở bên bờ, có một lính gác la lên, thuyền của quan phủ tới rồi. Ồ, Bạch Diên buông bát cơm đứng lên. Nhìn ra xa phía đông, lập tức trông thấy mấy chiếc thuyền của quan phủ, dẫn đầu là một chiếc thuyền cỡ trung, phía trên không có pháo, chỉ có lâu thuyền, là cái loại thuyền dùng để cận chiến đọ sức. Chiến thuật chủ yếu chắc là cho thuyền áp sát, dùng cung tiễn bắn một đợt, sau đó thủy binh nhảy lên tác chiến. Mấy cái khác đều là chiến thuyền loại hình tam bản. Đội thuyền đó càng ngày càng gần, trên đầu chiến thuyền cỡ trung là một võ quan, chính là người lần trước bị Bạch Diên làm mất mặt. Trên boong thuyền còn có không ít quan binh, xem ra toàn bộ người trên thuyền cộng lại có lẽ vượt quá 100. Đang hùng hổ tiến về trấn Hoành Thủy, Bạch Diên thấy cảnh này thì muốn cười, a, tên lần trước muốn tới tìm ta kiếm chuyện rồi. Giang Thành thấp giọng nói, Bạch tiên sinh, tình huống này ngươi còn cười được ư? Tình huống này còn chưa phải rất nghiêm trọng sao? Bạch Diên, sợ hắn cái quần, nếu như hắn dễ nói chuyện, ta cũng dễ nói chuyện. Nếu như hắn làm ầm lên, tại hạ sẽ chỉnh cho hắn một trận. Dù sao thì chúng ta cũng không phải người địa phương, đánh quan binh xong bỏ chạy, ai cũng không làm gì được chúng ta. Kim Tuyến Thiên Tôn, hắc hắc hắc, nói rất đúng. Giang Thành, nếu Thiên Tôn cũng nói như vậy, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Chỉ thấy chiến thuyền của quan phủ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, lập tức sẽ cập bờ bên cạnh trấn Hoành Thủy. Thế nhưng, ở đây đã đậu mấy chiếc thuyền hàng của thôn Cao Gia, chiếm đầy bờ, chiến thuyền của quan phủ nhất thời nửa khắc là không dựa vào bờ được. Võ quan ở trên boong thuyền nhảy lên mắng, thuyền hàng tránh ra, không có mắt sao.
Nhưng những chiếc thuyền hàng này không nhận được mệnh lệnh của Bạch Diên, mặc kệ ngươi có phải chiến thuyền của quan phủ hay không, họ cũng không có ý nhường, vẫn ngăn cản ở chỗ này. Mấy chiếc chiến thuyền vòng đi vòng lại vẫn không tìm được chỗ để cập bờ, võ quan tức quá đứng trên bong mắng tiếp, phản rồi, phản rồi. Bạch Diên thấy chơi đủ rồi, đang định mở miệng bảo thuyền hàng nhường một chỗ. Không ngờ đúng lúc này, lính gác lại la lên, thuyền tới rồi, thật nhiều thuyền tới. Thủy tặc, là thủy tặc, chuẩn bị tác chiến. Lính gác của quan binh cũng đồng thời phát hiện ra có thuyền tới, giọng thẳng thốt, rất nhiều thủy tặc, mẹ nó, sao lại nhiều như vậy? Trên trăm chiếc chiếc thuyền. Bạch Diên nhìn lướt qua về phía đông bắc, cũng buồn cười, rất là nhiều thuyền nhỏ, chi chít, trên mặt nước vàng đục như đàn kiến đang tụ tập tới. Võ quan kia vốn tới để trừng trị Bạch Diên, ai ngờ lại đột nhiên đụng phải trận thế này, hắn sợ hãi đến tê cứng cả người, nhất thời không biết nên làm cái gì. Đám thủy binh dưới tay hắn cũng đều là kẻ nhát gan, là cái loại chính sự không làm, ức hiếp lương dân lại rất giỏi, vừa thấy tình huống này trực tiếp chèo thuyền muốn chạy. Thế nhưng, hiện tại muốn chạy đã chậm, thuyền của thủy tặc từ phía đông trùng trùng điệp điệp chạy qua, đã bao phủ một vùng thủy vực. Hãn phỉ dẫn đầu chính là kẻ lần trước bị Bạch Diên đẩy lùi, gã đang ở trên đầu thuyền cười ha ha, vô cùng kiêu ngạo. Các bạn vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.